Chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ Wi-Fi 4G Lay Airwheeling CE4A. Đây. Thì bộ Wi-Fi này có ứng dụng là để điều khiển các thiết bị bằng Wi-Fi, sử dụng bật tắt các thiết bị qua relay này. Thì bộ này sử dụng điện áp là từ 5 đến 32V. Thì nếu các bạn sử dụng từ 5V này, thì các bạn đấu vào đây GND và 5V. Nếu mà sử dụng từ 7 đến 32 thì các bạn đấu vào rắc bên này. Thì đối với 7 đến 32V thì không quan trọng đấu âm dương, bạn có thể đấu chiều nào cũng được. Còn 5V là phải đấu đúng chiều thôi. Và đây thêm một đầu cấp nguồn nữa, đó là đầu micro USB 5V. Thì yêu cầu nguồn 5V này là phải trên 1A. Rồi. Và đây là 4 relay và các header để kết nối dây. Thì có các tiếp điểm chân COM, chân NO và chân NC để mình tùy biến các cái ứng dụng đóng ngắt theo cái yêu cầu. Đây là nút nhấn để thay đổi các cái chế độ hoạt động của việc đóng ngắt relay. Và bên đây có một LED báo trạng thái này, 4 con LED dán này để báo trạng thái đóng ngắt của từng relay. Và đây thêm một nút nhấn này để khi mình cài đặt thì vào chế độ kết nối với Wi-Fi. Và để tránh cái trường hợp bị mất Wi-Fi hoặc là điện thoại bị lỗi thì nhà sản xuất có đưa ra các cái chân chờ. Đây, ở đây thì chân chờ ở đây là để mình có thể kết nối thêm bộ thu RF433. Đây. Thì để dùng bộ thu này mình cần một cái tay phát RF433 4 kênh. Và phía đây là các cái chân chờ ra phím bấm hoặc là công tắc. Đây có một phím 2 3 4 và một chân COM, chân chung. Thì các bạn có thể dùng các cái nút nhấn như thế này hoặc là nút nhấn to hơn. Được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên điện thoại và điều khiển nó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm trên điện thoại và kết nối với lại thiết bị này. Kết nối thiết bị này với điện thoại. Thì ở đây mình có thể sử dụng điện thoại hệ điều hành Android hoặc là hệ điều hành iOS, iPhone. Thì đầu tiên các bạn vào đối với lại Android thì các bạn vào CH Play và tải cho mình phần mềm Airwheeling. Và trên iPhone cũng tương tự. Thì ở trên iPhone các bạn vào App Store. Đây, phần mềm Airwheeling này. Thì ở trên đây mình đã cài rồi, mình mở ra Airwheeling. Thì đầu tiên các bạn phải tạo một tài khoản và đăng nhập vào. Thì ở đây mình tạo rồi thì nó sẽ có giao diện như này. Đây tài khoản này, bạn sẽ lập bằng số điện thoại. Ở đây mình lập rồi, mình đã đăng nhập rồi. Tiếp theo là mình cấp nguồn cho module. Thì ở đây mình sử dụng cục sạc điện thoại này của Sony. Cấp nguồn này. Rồi, thì khi cấp nguồn xong thì cái đèn này sẽ báo trạng thái là module đang hoạt động. Tiếp theo, ở trên điện thoại các bạn nhấn vào dấu cộng này. Ok. Sau đó ở trên đồng thời ở trên cái module các bạn nhấn giữ phím cái nút này cho đến khi đèn nhấp nháy liên tục. Ok. Bạn quay lại điện thoại, ấn next. Rồi, thì cái tên Wi-Fi và cái bát Wi-Fi này là các bạn sẽ nhập cái Wi-Fi vào cái bát của gia đình mà bạn đang dùng và ấn next. Rồi, và chờ một giây lát. Đi trước mang thôi. 4 giờ. Ok, thì ở đây mình sẽ cài đặt tên theo cái ý thích của các bạn. Thì ở đây mình cài đặt là thiết bị 1 này. Ok. Các bạn nhấn con này, ok. Rồi. Thì ở đây, các bạn có thể điều khiển này. Rồi, đóng ngắt. Bạn có thể thay đổi cách điều khiển bằng cái như này.
Ở đây là sẽ chỉ cho phép bật một đèn. Thì ở cái trạng thái này các bạn có thể lắp vào quạt. Đó. Nhấn lần hai là bật và tắt luôn. Chờ một khoảng thời gian nhỏ tắt luôn. Tại đâu trễ đấy. Okay. Đây là bật độc lập này. Đó, các bạn có thể thay đổi giao diện ở trên này, này. Nhấn vào cái này. Đó. Thì ở đây cũng có cái chức năng là share cho cái tài khoản khác này, cài đặt thời gian bật tắt. Đây, cài đặt thời gian bật tắt và cài đặt giờ bật giờ tắt. Các bạn có thể xóa này. Thì để cài đặt với lại các cái wifi của, tức là khi bạn thay đổi chỗ ở hoặc là thay đổi cái môi trường làm việc thì các bạn có thể, các bạn phải xóa cái này, phải xóa đi và làm lại từ đầu. Nhưng lúc đấy thì thiết bị mới kết nối lại như bình thường. Ok. Đây. Thì cái video hướng dẫn kết nối bộ điều khiển wifi này với lại điện thoại đến là kết thúc. Thì ở cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối thêm module RF433 và đồng thời lắp thêm công tắc để thành một cái bộ hoàn chỉnh ứng dụng trong các hộ gia đình. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.